Còn đối với trường hợp nặng thì về cơ bản thì chúng ta sẽ thực hiện tuần tự theo những bước sau đây, đó là từ bước 1 cho đến bước 3. Bước đầu tiên là trường hợp mà cá vận động xấu, mình thấy là cá ít vận động hẳn luôn thì mình sẽ tuyệt đối không cho cá ăn. Và bước thứ hai đó là mình sẽ vệ sinh hồ, là mục đích là sẽ loại bỏ các vảy bị rớt ra. Và bước thứ ba đó là mình sẽ ngâm muối 0,5%, là mình ngâm từ ngày đầu tiên luôn là 0,5%. Mình xin nhắc lại, 0,5% là sẽ tương ứng với từ 4 đến 5 gram muối trên 1 lít nước. Và mình sẽ quan sát tình hình trong vòng 7 ngày. Để phòng chống các trường hợp khác của bệnh đó, thì chúng ta sẽ thực hiện tiếp bước số 4, bước số 5. Bước số 4 đó là chúng ta sẽ ngâm với thuốc xanh methylene với cái dung lượng là 40 giọt trên 100 lít nước. Mục đích của việc này là mình sẽ ngăn ngừa cái bệnh nhiễm trùng, ngăn ngừa cái sự nhiễm trùng của vết thương. Và bước thứ 5 đó là mình sẽ ngâm tê tra Nhật. Cái tê tra Nhật này là tê tra của Nhật luôn nha các bạn, chứ không phải là cái loại tê tra của Việt Nam. Và cái dung lượng mình dùng đó là 2 gram trên 100 lít nước. Mục đích đó là để dưỡng cá và ngăn ngừa bệnh nhiễm trùng. Thì đó là 5 bước mà mình phải thực hiện khi mà phát hiện ra là cá đã ở giai đoạn nặng rồi.